Rồi chào mọi người, bây giờ tôi tiếp tục giới thiệu mọi người một cái sản phẩm đang có chương trình khuyến mãi cực kỳ tốt mọi người ha. Khuyến mãi đây là tôi sẽ giảm trực tiếp trên giá cho người luôn chứ không có tặng kèm quà gì hết ha. Thì tôi sẽ giảm trực tiếp trên giá cho người luôn. Thì trên đoàn tôi đây là một cái dòng máy hàng Megatech có cái mã là ZX7225C. 225C có cái dòng điện của nó là 140A mọi người ha. Dòng 140A. Thì cái máy hàng này nó sẽ được hàng qua tối đa hàng kéo luôn ha, tối đa là 2 ly 6. Còn mình chấm bon ha, chấm nhã là được 3 ly 2 nha. Còn 3 ly 2 là mình không có kéo được nha. Bán hàng nó rất rõ nha mọi người ha. Những anh em nào muốn kéo 3 ly 2 thì máy hàng này không đáp ứng được. Thì máy hàng này đáp ứng được cái nhu cầu gia đình hàng những cái que 2 ly 6 ha. Hàng liên tục ha, hàng kéo và 2 ly 6 rất là ok, nhưng mà chấm thì hàng 3 ly 2 chỉ được chấm nhã thôi nha. Ok. Thì hàng Megatech này là hàng chính hãng do công ty Cường Đại ha nhập về và phân phối tại Việt Nam. Rồi ok mọi người, bây giờ tôi sẽ khui cho người xem cái máy hàng bên trong như thế nào và cái chương trình khuyến mãi như và cái giá khuyến mãi như thế nào, và tôi sẽ nói cho người biết ha. Thì ở trong cái máy hàng mọi người chờ chút. Rồi tiếp mọi người ha. Thì ở trong cái máy hàng này thì nó có một cái sợi dây hàng nha. Sợi dây hàng này cũng ngắn thôi nha, khoảng chừng 3 mét thôi ha, ngắn thôi nha. Rồi một dây kẹp mát, đây kẹp mát cũng ngắn thôi, không có dài. Và máy hàng rất là nhỏ gọn ha, rất là nhỏ gọn. Thì nói chung cái hàng phù hợp gia đình nha, cho nên có cái đồng hồ hiển thị cái dòng nha. Dòng ở đây là mình chỉnh dòng ha, đa phần thì mình chỉnh dòng bên đây nha. Còn hai cái đèn hiển thị của nó thì cái dòng này là 140A nha. Nói chung hàng gia đình hàng rất là ok nha. Cái dòng đó là dòng thật của nó nha, dòng thật của nó. Thì mọi người biết ví dụ nhiều lúc cái máy hàng nó ghi ở bên ngoài đây nè, nó ghi bên ngoài đây 200A ha, hoặc là 250A, thì những cái dòng nó không phải là MB đâu, mà nó là cái ký hiệu của nó thôi. Nó giống như này là ZX7225C vậy đó nha. Thì đây là cái model của nó. Thì cái máy hàng Megatech này là cái dòng máy hàng này là bảo hành là 12 tháng nha mọi người. Bảo hành chính hãng 12 tháng luôn. Đây ở trong đây nó có một cái sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt nha. Sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và thẻo hành nằm ở trong đây. Thì cái máy này là máy hàng chính hãng ha, hàng chính hãng đó, hàng chính hãng nên nó có sách hướng dẫn sử dụng mà bằng tiếng Việt ha. Còn đa phần những cái hàng mà sách tay cho nổi ở thị trường là những cái này nó bằng tiếng Trung không à nha, tiếng Trung đó. Thì đây thì nó có nhà sản xuất ha, công ty trách nhiệm hạn khoa học kỹ thuật cơ điện nè, Liên Dương Chiết Giang nè đó. Nó có cái công ty sản xuất tại tỉnh Chiết Giang Trung Quốc ha. Ở trên đây là công ty này sản xuất tại Chiết Giang Trung Quốc, và cái công ty này là công ty nhập khẩu ha tại Việt Nam đó. Thì nó có những cái thông tin cơ bản như đây, thì mọi người có đọc thì về đọc ha. Rồi ok, thì cái dòng máy hàng này hiện tại bên cửa hàng tôi đang bán với giá là 1.550.000 nha người. Giá này là đang giá khuyến mãi nha, 1.550.000. Và đặc biệt luôn là giá này là mọi người chỉ ngồi ở nhà và nhận hàng thôi nha, free ship luôn, miễn phí ship luôn nha. Anh em mà đặt hàng thì cứ đặt hàng rồi ok, cứ ngồi nhà nhận hàng và thanh toán tiền 1.550.000 cho người ha, cho một dòng cái máy hàng như này hàng mới 100%, bảo hành chính hãng 12 tháng nha. Lô này chỉ có 10 con mọi người ha, ok, chỉ có 10 con, hết 10 con thì chương trình nó hết nha, và video tôi sẽ xóa đi, ok mọi người ha. Thì cái chương trình khuyến mãi này chỉ có 10 con thôi nha, anh em lưu ý. Thì những anh em nào mà muốn hàng gia đình, hàng gia đình hoặc là hàng công việc mà nhỏ nhỏ, là nhỏ nhỏ đó, ok, thì chúng ta xài phù hợp với gia đình ha, đó phù hợp với gia đình. Ví dụ như ở dưới quê chúng ta cần hàng một cái hàng rào, hàng một cái chuồng gà, một cái chuồng nuôi thỏ, nuôi chim hay là cái gì gì đó, hoặc là hàng một cái hàng rào, một cái mái che ha, một cái mái che mà chúng ta không có mái hàng, chúng ta đi mượn đi phiền rồi chúng ta đi thuê ha, đi thuê, ok, đi thuê rất là mắc nha, công thợ bây giờ thuê rất là mắc ha, không không thì chúng ta cứ mua về mái hàng chúng ta xài rất là rẻ.
chỉ có 1.550.000 ngồi tận nhà nhận hàng luôn ha, và chỉ việc thanh toán số tiền đó thôi. Ship toàn quốc nha mọi người ha, ship toàn quốc luôn ha, chỗ nào cũng ship được ha. Ok nha, thì cái máy hàng là bảo hành chính hãng 1 năm nha, đó 1 năm. Cái trọng lượng của này chắc tầm khoảng cỡ 4 kg ha, thì nói chung là tôi cũng chưa không có cân, nhưng mà nó tầm khoảng khoảng đó ha, trọng lượng nó cần trên đây. Không có, này chứ không có trọng lượng. Ok, khoảng đó ha. Thì cái máy hàng này máy hàng điện tử ha, máy hàng điện tử chắc mấy anh em thợ chúng ta nhìn biết ha, rất là nhỏ và gọn nha. Chiều dài tầm khoảng hơn gang tay nha, chiều dài hơn gang tay đây nha, chiều dài hơn gang tay đó. Ở đây không có cây thước để tôi đo cho người xem. Thì nói chung với cái tầm tiền giá này mình đầu tư mình một cái máy hàng vậy có nhà để chúng ta trang bị thì nó rất là tuyệt vời ha, nó rất là tuyệt vời, không có vấn đề gì phải suy nghĩ hết nha. Thì còn cái vấn đề mà dù sử dụng được không được thì cái đó hãng nó lo ha. Ở đây bên cửa hàng tôi bán thì chọn những đơn vị bảo hành rất là chu đáo ha, để cho mọi người có thể an tâm mà sử dụng trong suốt 12 tháng nha. Thì sau cái thời gian hết hạn bảo hành đó, mọi người sửa thì tính tiền thôi ha. Nó có cái showroom mà cái hãng Megatech này nó có showroom tại Việt Nam ha, trưng bày rất là hoành tráng tại Việt Nam luôn ha. Megatech này chỉ cho người showroom nằm ở Bình Tân luôn, mọi người đi vô đó không bao giờ mua được cái giá này, tại cái giá này tôi đang là shop ha, đang khuyến mãi ha, đang khuyến mãi đó. Ok, đang khuyến mãi này mới có giá cực kỳ tốt cho mọi người luôn ha. Đó thì anh em nào có nhu cầu thì qua cửa hàng lấy ha. Quên, này đang nào để bên kho đó, thì mọi người có cầu cứ qua cửa hàng lấy đó, hoặc là liên hệ với tôi để chúng tôi ship hàng ha, chúng tôi ship hàng giá cực kỳ tốt ha. Đó thì mọi người xem lại. Công tắc nằm phía sau đuôi ha, không sao đuôi. Thì cái máy, cái dòng máy hàng này là dòng mà không phải dòng thấp cấp nha, nó có một cái là dòng thấp hơn nữa ha, mà dòng này tôi không có bán nha. Nó có một cái dòng mà 120A nữa nha. Những cái dòng đó thì nó nhỏ, nó yếu lắm. 123 thì nó hơi nhỏ ha, nó dùng hàng vẫn được, nó hơi nhỏ. Thì tôi chỉ xài những cái dòng ổn định ha, những cái dòng mà tôi bán qua rồi nó rất là ổn định về dòng hàng ha. Ổn định thì ok tôi mới giới thiệu cho anh em xài ha. Thì những cái dòng này đa phần tôi bán là hiếm khi nào quay trở lại bảo hành lắm, hầu như là không thấy luôn á ha. Hiếm khi nào quay lại những đời mà bảo hành về máy lắm. Nhưng mà cái dòng 200A thì có nha, dòng 200A thì có, bán đi thì có tỷ lệ quay lại bảo hành có đó. Những cái dòng này thì ổn định hơn ha. Thì hôm nay cầm lên để giới thiệu cho mọi người ha. Đó rồi, ok mọi người ha. Thì mọi người có nhu cầu mua cái máy này liên hệ trực tiếp với tôi, số điện thoại là 0942309090 ha. Rồi bây giờ một máy hàng ha, một dây mát, một dây kìm kẹp hàng ha, đủ bộ ha. Mọi người chỉ việc về cắm điện và mua quay hàng là hàng thôi. Ok anh em ha, rồi xin chào ha.